Hai, xin chào bạn. Bây giờ là 0 giờ 41 phút. Các bạn thấy là tầm 12 giờ 41 phút nha. Bây giờ là 0 giờ sáng nha. Mình vừa mới đi coi phim về. Mình có lướt Facebook. Và trước khi đi coi phim, mình cũng đã có lướt Facebook. Mình có thấy một cái bài đăng của một cái bạn admin mà bên hội gù. Mình rất là bức xúc. Trước khi coi phim, mình cũng vẫn phải đăng một bài để nói về bạn đó. Và bây giờ về, mình tức quá, mình sẽ vẫn phải làm một cái talk show thứ hai để mình phân tích về cái này, vấn đề này. Nhiều ngày qua, rất là nhiều người như là hy vọng được cả ngàn người đi, như nhiều bạn nói, biết đến shop này. Nhưng mà các bạn đang hiểu sai vấn đề hay các bạn chưa hiểu được vấn đề mà cứ suốt ngày đi bên người tiêu dùng. Thế các bạn có nghĩ gì cho shop không? Bây giờ mình sẽ quay ngược lại, mình sẽ nói về phân tích từng bài một, từng cái bài mà người ta đang nói shop mình thế nào. Thì mình thất vọng nhất là cái bạn admin. Mình cứ nghĩ admin là một cái người mà là cũng phải có chút xíu kiến thức, phải có cái gì đó, nói chung là có trình độ đẳng cấp chút xíu, không khác với cái đám trẻ trâu mới được làm admin duyệt bài. Nhưng cuối cùng là ngày hôm qua thì bạn đó cũng đã liên hệ với shop, kêu là tự giải trình rồi nói chuyện với các bạn trong group làm sao cho bớt căng thẳng hay gì đó. Mình đã phải quay một cái talk show, một cái đoạn clip để đăng lên YouTube cũng như Facebook để giải trình, giải thích tất cả các bạn rồi. Thế mà sau ngày hôm nay bạn nó lại đăng một cái bài vấn đề mà bạn nó coi clip xong bạn nó vẫn không hiểu vấn đề nó là gì luôn. Thì mình chịu thua. Đây, mình sẽ bắt đầu coi cái bài của anh này. Cái này là anh suy các bạn, bởi vì nó ngược ánh sáng thì các bạn sẽ không thấy đâu, nhưng các bạn vô hội gùa, cái hội mà là group gùa snapping đấy, thì các bạn đang hiếu nhân này lại ghi rất là hay. Mình nói mình là lớn mà nói chuyện cách xử lý không được hay cho lắm. Bạn ấy nói là đầu tiên mình sẽ phân tích từng câu luôn. Dù mình bạn nói câu đầu tiên là bảo hành, anh nói nhập 33 pino giá 100 baht tương đương là 250.000 một bé. Đầu tiên xin lỗi bạn đó luôn, bạn nó không biết một bát là bao nhiêu tiền Việt Nam. Tôi giải thích cho bạn nghe, bạn có thể lên Google bạn tra trước khi bạn nói cái câu mà là bạn 100 bát tương đương 250 một bé. 100 bát tương đương một bát thì tương đương khoảng 7.500 của Việt Nam, 750 đồng chứ, 750 đồng bát có khi lên xuống trung bình nó sẽ là 750 đồng, nhưng 100 bát của nó chỉ có 75.000 thôi. Bạn hiểu vấn đề không? 75.000 rồi tính chi phí vận chuyển này nọ về đến đây thì giá sẽ lên. Vậy đó là cái mình đi bên Thái mình mới thấy được nó là 100 baht, còn mình đang nói là cái người ta lấy hàng về giao cho mình giá vốn của nó sẽ là 250, lấy 10 con trở lên. Đầu tiên đó mình giải thích là như thế nào để mà có được một con 33 về đến Việt Nam, chứ không phải là 33 100 baht là tương đương 250.000. Bạn này có mất chút xíu kiến thức gì luôn mà cũng bày đặt nói tới nó luôn. Tiếp, anh nhập về 10 bé luôn, phí vận chuyển anh bán ra một bé 300-400 gì đó, anh tự xưng là tập hóa đó, ship hàng chết hay chụp chặt là nhau, mình không có gì giải thích gì cả. Vấn đề bạn này vẫn chưa hiểu vấn đề nữa rồi. Ship hàng, nếu tôi là người đi giao hàng, tôi giao đến cho bạn đó một con rùa chết thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Nhưng cái này tôi đã nhờ một bên phía vận tải, bên vận chuyển rồi, nhà xe nó cũng nhận và nó vẫn nói một câu chết không đền. Ở đâu bây giờ cũng vậy, ngay đến bây giờ bạn đặt Grab đi, nó đến nó nhận một con rùa hay một con chuột thôi, nó hỏi con này chết sao anh, nó hỏi vận chuyển sao, nó cũng rất là ngại. Nó rất khác với một cái ly mà là ly một tô bánh canh, tô hủ tiếu, một ly nước mía, nếu mà ta làm đổ ta sẵn sàng ta đền. Còn bây giờ ta vận chuyển con chuột, con rùa trên đường đi, lỡ nó chết người ta cũng không biết làm sao, không lẽ bắt người ta đền. Người ta cũng sẽ lúc nào cũng sẽ cam kết là chết không đền nha anh, thế này thế kia. Tôi cũng đã dặn shop cũng đã dặn cái bên vận chuyển rồi, cố gắng hết sức, nhưng bây giờ sự cố đã xảy ra thì shop đã chia sẻ 50% rồi, thế mà các bạn không chịu. Chứ các bạn muốn shop đền 100% hả? Shop sẵn sàng đền 100% được nếu đó là lỗi của shop, còn nếu không phải, dù nó rẻ thì một đồng của mình cũng không thể bỏ được. Nếu các bạn nói hay như vậy, các bạn có thể tự mời chức quỹ đi,
Các bạn bỏ ra là một cái quỹ từ thiện góp tiền lại cho các bạn ở Đà Lạt đó. Bạn đó bị chết rùa, mình làm quỹ từ thiện rùa đi ha, rồi các bạn hãy nói phân tích tiếp. Cái điều thứ hai là bạn này nói là mình bắt bẻ cái kiểu mà là không tiếp khách tỉnh lẻ, không có điều kiện chơi bét hay gì gì đó. Mình xin lỗi nha, trước giờ chưa bao giờ mình coi thường khách tỉnh lẻ. Mình bắt đầu đi bán chỉ là một số online nhỏ cách đây từ 5 năm trước. Đối tượng khách hàng của mình đầu tiên là những người nghèo, những bạn ít có điều kiện chơi bét. Người ta mua ủng hộ mình, từ từ mình mới có vốn, mình có tiền lời, mình mới đắp vô. Ngoài ra mình không chỉ có bán bét không, lúc trước mình phải đi làm thêm ở nhà máy nữa. Công việc chính của mình là làm ở nhà máy sữa, một nhà máy sữa nổi tiếng, chứ không phải là dạng như là không có việc gì làm, chỉ biết bán bét này thôi. Mình còn rất là nhiều tài, mình cũng xin tự giới thiệu luôn, mình có tới bằng thạc sĩ nè, thạc sĩ của trường đại học Bách Khoa nha các bạn. Những cái đam mê của mình, mỗi người có một đam mê, người ta có thể đam mê ca hát, diễn viên này nọ, mình cũng vậy, mình có những đam mê đó và mình cũng có đam mê thú cưng. Và trong cái mảng lĩnh vực kinh doanh thú cưng mình thấy ok, tạm ổn, mình sẽ đi theo cái lĩnh vực đó, vừa làm thêm đam mê vừa kiếm ra tiền. Mình có não, mình có trình độ, mình khác với những đứa mà là nói thiệt luôn, trong giới đam mê bét mình đã gặp rất nhiều cái sót. Mấy đứa nhỏ mới nhỏ mới lớn lên hỏi tụi nó lúc trước em mấy em làm gì, từng có những đứa nói rồi phục vụ nhà hàng khách sạn này nọ, bán hamster bán thế lời, nghỉ đi bán bét chuyên nghiệp luôn. Ok, và cũng có những anh chị rất có trình độ, người ta đi bán thơ thú, ta thấy ok lời lời hơn đi làm luôn, ok ta sẽ đi làm. Mỗi người một cái, không ai khi dễ ai trong cái lĩnh vực kinh doanh của mỗi người đó. Mình nói sơ qua về cái giới thiệu bản thân của mình là một người chưa sót như thế nào. Mình nhắc lại về tính khách tỉnh lẻ, mình chưa bao giờ khi dễ, mình đã làm rất 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 nhiều các đơn hàng, phải hàng ngàn đơn hàng rồi, biết bao nhiêu lời cảm ơn. Không lẽ mỗi bài mình đăng mình đã có một cái minh nguyên luôn, những lời mật ngọt đó, đó là những lời khen của khách hàng thực sự đó. Một làm album đó thì vì một lần mà làm sự cố bên, chẳng phải sự cố mà là scandal bên tụi đám mới Batman lo nhoi, đã từng có một thời Batman bị phá giá 10.000 rồi súng nhau nói shop này shop kia. Ok, shop mình bán chẳng bao giờ lỗi tật lỗi gì hết, khách nhận hàng ok, ăn ăn khỏe hết, dù là một con ếch nữa đi gửi đi Củ Chi hay gửi đi đâu nó vẫn sống khỏe. Hồi trước mình có một cái đơn mà mình gửi tú con sóc sóc biểu đi tận Lào Cai, chắc cái bạn khách đó mà coi thì người ta vẫn nhớ, mình vẫn còn nhớ rất nhiều những cái đơn hàng xa mà làm xong mà cực kỳ khó khăn luôn, mình mới hoàn tất. Rồi ta mua từng con chuột nhỏ nữa, thậm chí bây giờ có một bạn luôn nè, một bạn nữ ở Bến Tre, bạn nó có mấy con chuột à, bạn nó có bớt em được không này nọ, ok bia này nọ, lên đơn rất đã luôn, có 6 con đã bán giảm giá bán theo giá sỉ luôn, hứa hẹn đi chuyển khoản. Đến bây giờ mình vẫn không thấy bạn đó chuyển khoản, không lẽ mình nhắc đòi hoài, hình như nửa tháng 1 tháng gì đó, không lẽ mình mở Facebook lên mình cho các bạn coi. Rất rất là nhiều, mình cứ không trách người ta, người ta bận tao mua thì thôi, khi nào tao có điều kiện tao cần tao mua. Và có một bạn đâu dưới Cai Lậy Tiền Giang, trời ơi hồi đầu mua nhiệt tình lắm, mua được triệu mấy 2 triệu, càng lúc càng mua bắt đầu chạy ra lên xuống, rồi hết đoạn thỏ thì giật ngược giật xuôi, nói anh ơi giao gửi liền cho em tối nay. Mà bán nó thiệt, bán một bịch đoạn thỏ là nhiêu, là có 30.000, mà từ nhà mình ra nhà xe Tô Châu á không gần đâu các bạn, đi gần 15 phút á, chạy ra thì gửi, ngày hôm sau chạy ra lấy tiền. Nó thiệt 2 lần đi đó còn không bằng tiền xe ôm luôn á. Mình muốn hoàn thành đơn hàng đó, rồi muốn nói là tiện đường thì anh mới có thể giao được, chứ em không thể hối như vậy được. Rồi lần tiếp theo nữa, và bây giờ nói luôn là bên Tô Châu nó không nhận gửi thú nữa, phí rất là cao. Mình đã hỏi rồi, ngày xưa là một hộp cứ gửi lén bỏ con chuột về sóc 20, 30, 50, 100 ngàn, không tới 100 ngàn, 50 ngàn là cao rồi. Bây giờ nó tính con sóc một con hamster thôi, một con 50 ngàn, sóc một con 100 ngàn, rồng Nam Mỹ nè, igu kỳ đà nè, chăn gắn rùa 300 ngàn, 500 ngàn một con, chịu thì đi không thì thôi, nó không nhận nữa. Nó nói đây là động vật quý hiếm mà đi lỡ công an bắt này nọ nó ai chịu, nó đi lén vậy cho nên lấy tiền cao. Nên hầu như là gần 3 tháng nay mình bán cho các khách ở miền Tây, mình không thể gửi qua Tô Châu được nữa, chỉ có thể bán vật dụng đồ ăn này nọ thôi. Còn tất cả các khách miền Tây mình đã phải đi gửi các xe ngoài, phải ra tận bến xe miền Tây kiếm, hoặc là hỏi sách là ở đó có cái xe gì mình sẽ đi gửi. Đó, không phải đơn giản.
Mà này là luôn luôn bị chết bởi những cái điều mà khách nói vậy. Các bạn nghĩ là tự gửi gửi bét là dễ lắm hả? Đó là vấn đề là khách tỉnh lẻ, mình nói lần nữa, mình chưa bao giờ khi giải khách tỉnh lẻ. Mình nhận và làm rất nhiều các đơn hàng, nói thiệt mình nổi được là nhờ khách tỉnh lẻ rất là nhiều. Ngay đến Hamter, nguyên Sài Gòn này mình rất người ít người mua Hamter cho shop mình, đã mua những chỗ khác này nọ, đa số mình bán được Hamter cho xa. Ngay đến bây giờ mình đang bán cá kiển online vẫn vậy. Những con giống như lần vừa gần đây nhất mình đã gửi được thằng là bé khủng long 6 sừng, khách chuyển khoản xong mình gửi ok up clip đầy đủ gửi tận Tuy Hòa Phú Yên, gửi qua xe Cúc Tư, nó vẫn khỏe mạnh, khách vẫn được ok khỏe, người ta có nói gì đâu. Ngay đến gửi đến ít Bắc Man, gửi đi Bình Định vẫn gửi thành công, khách nhận được vẫn không nói gì hết. Còn vấn đề Đà Lạt này, lần này ba ba Bino nó nói một là do nhà xe quá cẩu thả, bạn khách này quá xui, và ngay đến mình cũng quá xui khi gặp bạn khách này. Mình đã đền bù 50% rồi mà vẫn không chịu, và bây giờ vẫn cứ gây phốt rồi vẫn kéo theo hùa nhau này nọ. Xui đến bây giờ và đến cái bạn mà admin của hội rùa cũng không có não, vẫn không suy nghĩ được đứng ở phương diện người bán và người tiêu dùng như thế nào, cũng không nói được một tiếng hòa giải mà cũng hùa theo nói sắp mình thế này kia. Ok mình tiếp nhận, nhưng mình cũng chẳng cần phải vô cái hội rùa đó để làm gì, các bạn muốn làm gì thì làm, nhưng cái điều mình vẫn phải nói là điều đúng và bên phía shop mình, chứ không phải mình sai mà im lặng mình sợ. Còn đến cái phần tiếp của bài mà bạn Đặng Hiếu Nhân này, bạn nói là anh nói anh quen biết nhiều người này người kia, mấy anh shop lớn, ủa thì anh sao anh có liên quan gì, bộ anh quen được mấy anh em không quen được. Ok mình chỉ nói vậy, mình chỉ nói là mình có liên kết cộng tác và như vậy với những shop lớn. Bộ bạn nghĩ là một vài người đơn giản ai cũng có thể quen được shop lớn, ai cũng có thể có cái quyền mà là qua shop người ta lấy một hai con dao cũng được, hay là hỏi dán người ta vẫn tiếp ư? Bạn phải bỏ quá trình đi bán như thế nào, lúc đầu bạn phải lấy hàng như thế nào, tôi lấy rùa như thế nào. Chắc bạn biết ở Sài Gòn có một anh giao sĩ rùa rất tốt, tôi cũng phải làm việc, tôi đã phải lấy bao nhiêu lần, tôi cũng đã từng nhập rùa từ Hà Nội về, tôi cũng chết biết bao nhiêu, tôi đắn đo cân đối tất cả một vấn đề, thấy ok lấy bên anh này tốt nhất. Ở Sài Gòn thực sự có 2 đến 3 người nhập rùa là tốt thôi, để sơ sơ như anh Huy nè, anh Tấn Anh nè, tôi đều quen hết, tất cả bình thường, ai có rùa gì lạ đẹp có giá tốt ok tôi lấy tôi bán, chắc chắn cái giá tôi nó không thể tốt được như mấy anh đó. Phân tích một lần nữa, bởi vì người ta giữ trong tay người ta có 10 con, 20 con, 50 con, 100 con, người ta phải giao sỉ, người ta bán lẻ cũng phá giá nó trên lên xíu thôi, người ta đẩy đi, người ta không phải chăm. Còn tôi bây giờ tôi lấy về vài con, một hai con, rồi trong quá trình tôi chăm tôi tốn công và tổn thất lúc chết nữa, tôi cũng có nói người ta, ta cũng nói cười trừ thôi, hoặc là ta sẽ bù lỗ gì đó, tôi vẫn phải chịu. Vì bây giờ tôi vẫn còn nguyên một cây rùa, tôi đâu không thể bán chạy được, không bán quá nhanh được như mấy bạn mà là bán giá cực kỳ rẻ là về sáng tay lờ nọ. Bên shop tôi có rất nhiều các bé khác nữa, rùa là một mảng tôi thích, tôi sưu tập và tôi chấp nhận. Tôi có những câu nói là rùa tôi để nuôi chơi á, được giá thì tôi bán, không được thì thôi, chứ tôi cũng đâu có nôn đâu. Tại rùa nó thiệt là nó không có tốn chỗ nhiều, nó không có hôi nhiều giống như là hamster với thỏ. Hamster thỏ bây giờ tôi cũng thích chơi lắm, nhưng tôi nuôi ít lại rất ít, thì tôi bán theo dạng là ai đặt thì tôi lấy, hoặc tôi giao sỉ, tôi chấp nhận tôi giao sỉ thôi, chứ tôi không còn bán lẻ nữa, thì nó rất là hôi nè, ăn rất là hao, tính ra còn lỗ. Còn rùa này ok nó vẫn có chết á, chết thì tôi chấp nhận, còn những con là sống ở shop rất là khỏe tôi xin bao các bạn luôn. Cái vấn đề như vậy, tôi kể tên các anh lớn ra để nói là cái sự quen biết, cái uy tín của shop, chứ không phải một thằng bá vơ đầu đường xó chợ lụm vài con rùa bắt ở rừng, hay là mấy đứa bán sóc bắt ở rừng về rồi bán. Để sẽ có một bài tôi sẽ nói về vấn đề là bán từng con thú giá như thế nào và tại sao nguyên nhân của giá mỗi cái shop nó sẽ khác nhau, chứ không phải là nhiều bạn cứ mấy ngày nay cứ súng vô đó, nó thôi cái kiosk tắt tiền nè, nó ở nhà tắt tiền nên nó phải bán giá đó. Ngoài cái vị trí nó sẽ còn nhiều cái vấn đề lắm. Ok mình sẽ bỏ qua. Bây giờ đến cái chữ mà là anh đòi gửi đồ chơi này kia cho khách hàng là bậy rồi nha. Ồ cái vấn đề này nó nằm ở cái một bài mà là có một cái bạn mà đang đăng á, cái bạn đó là cái bạn mà hồi chiều nay mình qua cái nhà bạn khách đó, bạn tặng cho mình con sóc và mình chụp cái tấm hình lưu niệm là có con gắn này nọ đó. Bạn nói bạn chỉ nó vui thôi, thằng bé nó chỉ có 10 18 19 tuổi à, nó cũng chẳng có gì, nó nói vui như vậy.
Và mình cũng nói vui lại một câu là anh cũng không có rảnh, mà anh đi làm vậy em rảnh thêm lên tặng đồ chơi này nọ. Ủa cái đó là từng mấy bạn gọi tôi là tôi hâm dạ, tôi là xã hội đen, tôi coi người lên tận nhà khách hả? Tôi cũng chẳng quan tâm thằng khách đó là ai, nó ở đâu, nó như thế nào hết trơn á. Tại vì nó gây chuyện quá xá nhiều nên tôi phải cho người điều tra hỏi vậy thôi. Và thực sự đã có người nói với tôi nó là như vậy. Nó là thằng mà đi xin bét nè, đi xe bài để mà bong chúng và sau đó nhận được bét lại đi bán ngược lại. Còn đấy có nhiều lần nó rất là gây sự với người này kia, khi ta không từ chối, không nhận giao hàng cho nó hay bán hàng chậm trễ với nó cũng đòi đăng phốt tùm lum ta la. Nó là một đứa kiếm chuyện thật sự. Nếu không có tôi cũng chẳng đặt điều cho nó làm gì. Tôi cũng chẳng quan tâm nhà nó đâu đâu. Tôi không rảnh nhưng mà lên đó tôi gây sự với nó. Nó đang là nó và các bạn mà đang chỉ trích tôi rất là rảnh. Tôi không biết các bạn ở đâu mà các bạn cứ suốt ngày súng vô đó. Ơ shop này lừa đảo, shop này bán thuốc chết, bán xác ba ba. Tôi xin hỏi các bạn nha. Ở Sài Gòn này, ở Việt Nam này có bao nhiêu người có ba ba Pinot? Nó khác với con A33 ở ngoài chợ. Các bạn ra có thể mua rồi có xác đầy. Bây giờ tôi nói thiệt, tôi cũng kiếm khổ xác con 33 Pinot để tôi gửi cho khách, cũng tôi cũng không có nữa. Bữa tôi nhập về đúng 10 con. Nhập 10 con, 8 con tôi đã giao khách. Bây giờ tôi còn ở tại shop 2 con thôi. Tôi lấy đâu một cái xác 33 để mà tôi bỏ vô nhưng mà tôi kiếm lời. Có nhiều bạn nó cũng hay lắm là bạn có cần mua xác không mà mình bán xác cho ok. Bạn bán xác cho mình đi, bạn lấy đâu ra được cái xác con 33 Pinot bạn đưa mình đi. Mình cũng thu cho. Mình làm tiêu bản chuyên cho đẹp. Không phải ai cũng có thể có được cái con 33 Pinot. Nếu có thì tất cả các shop rùa đều có. Tôi nói thẳng như vậy. Nghe đến cái anh mà là anh giao rùa cho tôi luôn á, anh có hối đi dòng 33 Pinot nữa. Nói thẳng, tại vì rùa là nhập từ Trung Quốc về, còn dòng 33 Pinot là nhập từ bên Thái về. Mỗi người sẽ có cái nơi mà lấy hàng riêng của người ta. Còn tôi là một cái shop mà đã tự xưng là tiệm tạp hóa, là bất cứ cái gì ở đâu có thú lạ đẹp, tất cả các anh lớn có những con thú gì tôi có khả năng lấy về được, hoặc là tôi nhắm tôi bán ra được giá tầm trung, giá phù hợp với khách hàng, ok. Ngay đến chinchilla cũng vậy, tôi cũng có cộng tác nơi chỗ lấy hàng chinchilla của tôi được, nhưng mà tôi hầu như không bán được chinchilla vì đối tượng khách tôi, một là tôi tư vấn rõ là phải nuôi như thế nào rất là khó khăn, và giá của nó chắc chắn phải từ 8 triệu đô lên, đó là cái mức giá sàn. Ngay đến một số bài các bạn trong hội nhóm chinchilla cũng đã từng ghi rồi, chinchilla là một con một loại thú cưng mà chỉ những người có điều kiện mới nên nuôi. Tại sao họ không bán rẻ được, dù họ có đẻ được họ vẫn bán như vậy, giá 8 triệu, 10, 15 triệu trở lên, nhắm mua được, mua nổi và có điều kiện nuôi bé thì hãy nuôi, hãy mua về nuôi. Nếu họ cho sẵn sàng, có những người rất là thoải mái là họ cho cũng được, nhưng họ biết là cho những cái đứa mà không có điều kiện về, bảo đảm chinchilla không sống nổi. Rất khó, nói thẳng như bạn. Đầu tiên là các tấm nó phải đúng nè, đồ ăn nó phải đúng, nhiệt độ, cái phòng nuôi cũng phải đúng nữa. Ngay đến tôi là bản thân shop nhưng tôi chưa bao giờ dám chơi tới chinchilla. Tôi đã từng nhập một lần không đủ điều kiện, chưa đủ nắm rõ kỹ thuật nuôi, đã từng chết. Và từ đó tôi sợ luôn, tôi không dám nhập, tôi cũng không dám bán nhiều nữa. Mặc dù tôi có cộng tác, tôi cũng đã từng có đăng, các bạn có thể vô Facebook của tôi hay bay có nguyên một album đồ vậy của chinchilla. Tôi đăng cái bạn, nếu bạn nào cần thì vẫn có thể đặt hàng order, tôi vẫn lấy được. Tôi cũng bán được một hai món dành cho chinchilla mà đó là dành cho khách bên Campuchia, bên vợ tôi bán được. Tôi cũng lấy lại hàng thôi, rất đơn giản. Đó là sự cộng tác, ai cũng phải lấy hàng của ai. Ngay đến bây giờ cũng có một hai shop, ngay đến các bạn mà một cái bạn nào mà là bạn chuyên về gắt côn luôn nha, bạn nó vẫn có khi bạn nhắn tin hỏi tôi là ê gù mũi lợn còn không. Có khách hỏi bạn gù mũi lợn của bạn có bán không, mình vẫn bình thản mình đó, cái gù mũi lợn của mình nuôi tại shop là để nuôi chơi, mình không có bán. Bạn nó vẫn thoải mái nó vậy thôi, để mình order hàng Thái về. Nó rất là sự, đó là sự cộng tác ở Việt Nam của chúng ta. Các shop lớn có chơi với nhau, có tương tác với nhau. Nhậm chí một anh nữa, anh giao sỉ EU cho mình, giao gầm út LG cho mình. Anh vẫn có khi anh hỏi mình, ê có gù núi vàng không? Hôm nay bên em có gù Sunkata không sai mấy, báo giá cho anh tại khó khách anh hỏi. Bình thường rồi có những anh giao gắn cho mình. Có khi ngược lại ta vẫn lấy gắn lục kim nè, nó mua về ta làm thuốc, bình thường. Đó là sự cộng tác các bạn, đừng cứ phải cứ nói là ô cái shop lớn là cái shop mà phải mọi thứ phải có, rồi đi lấy hàng hay là làm cò chỗ này chỗ kia để mà bán. Sai lầm nha các bạn. Nếu bạn nói dễ như vậy thì đặt vị trí rồi, bạn có làm được như tôi không? Bạn có cái uy mà bạn đến cái shop này shop kia, bạn nói cho mình lấy con này, mình giao khách thế này kia, bạn hỏi giá. Thậm chí có rất nhiều bạn hỏi giá shop người ta còn không trả lời, tại ta rất là bận. Rồi ta thấy là những khách mà chẳng có mua được gì nhưng mà tôi nhắn tin ta trả lời liền á. Tại tao biết tôi là cái shop uy tín, tôi hỏi giá là có khách hỏi và tôi sẽ lấy hàng tôi bán cho người ta.
người ta bán cho bạn một lần nhưng người ta bán cho tôi rất là nhiều lần. Là tôi là khách lấy sỉ mà tôi lấy hoài lấy gai luôn á. Tôi lấy gù từ bữa giờ tôi lấy trong cái shop kia cũng trong ngay Sài Gòn này thôi, lấy gần 50 triệu. Bình thường mặc dù tôi lấy mỗi lần có 2 triệu, 5 triệu, có lần nhiều nhất là 8 triệu, 10 triệu. Ok, tôi vẫn trả tiền đầy đủ. Họ biết tôi là shop có tiềm năng và họ vẫn hỗ trợ cho tôi thôi, bình thường. Cho nên các bạn đừng có nói là tôi làm cò hay là gì. Còn xây lại nữa, cái shop lớn, cái shop có thú gì cũng có sai lầm các bạn. Hôm nay tôi nói có một vài cái shop mà có hai chi nhánh là Sài Gòn, Hà Nội vậy đó. Trong một năm khách tôi qua vẫn nó nhìn nó rất là chán, nhân viên thì ngồi chơi rồi lòng chuồng cũng dơ, rồi có vài thú linh tinh, hỏi thì giá trên trời. Nghe đó, một con gà mút của tôi nè, tôi đang bán giá 900 ngàn hoặc 1 triệu thôi, bên đó nó bán 1 triệu 3, y chang như vậy. Khách nên phản ánh với tôi nói rồi, thế mà các bạn nói tôi bán giá cao rồi, cái tôi làm chảnh nè. Xin lỗi, không phải nha, tôi nói cái gì tôi đang có, giá tôi đưa ra là một cái giá hợp lý chứ không phải là giá quá cao, giá vừa phải. Có những thứ tôi bán nhiều người nói qua mua người ta, ủa sao bán rẻ quá vậy, bên shop kia bán rất là cao. Ồ vậy thôi, rất rất nhiều người. Còn cái thứ mà nó ngồi xuống này nó so đo giá, chứ nhất là một dòng nữa nó không mua, nó chỉ thích đi coi giá rồi nó so đo giá với cái người thanh lý. Cái người thanh lý là người như thế nào? Người ta chơi chán rồi, ta không có được thời gian nữa, ta muốn đẩy đi, bây giờ giá nào ta cũng bán, thậm chí ta cho cũng được. Có một bạn nó nói tôi là đã từng giao lưu một con cá sấu để lấy một con rùa gì đó đó, mà khi mà gửi ra ngoài cá sấu ra cho nó hỏi đủ điều cá rách nuôi này họ, rồi kêu gửi rùa đi, không gửi, chặn Facebook, chạy trốn luôn. Họ cũng không thèm đăng bài, nó nói thôi kệ, tại nó đã nói chứ bạn đó là bạn nói trước rồi là anh em nào trong group có khả năng nuôi được cá sấu tôi sẵn sàng cho cũng được, hoặc giao luôn cái gì đó cho vui vậy đó. Mà nó lừa thì thôi, người ta cũng bỏ qua. Rất rất nhiều vụ lừa đảo trên Facebook, còn shop tôi không hề lừa đảo nha. Chết tôi có đền đàng hoàng, tôi chết tôi đền hợp lý chứ không phải bắt tôi đền 100% rồi tôi không đền 100% thì lại nói như vậy. Giống như trong câu này kêu qua 24 giờ ngày 27 tháng 7 anh không bồi thường thỏa đáng thì em sẽ cho anh bay ra khỏi group nhé. Không chỉ giúp em và tất cả các admin khác sẽ suy nghĩ lại và đồng tình việc này và cho bay giúp em nhé. Em sẽ chia sẻ lên các hội nhóm để các admin khác biết chút cộng đồng và hội. Ok, tùy bạn. Bạn có thể bay bay mình khỏi group này. Bạn có thể kéo sách động các bạn khác hay là các những nhóm khác. Nếu các những nhóm khác cũng nghĩ y chang như bạn thì mình chịu thua nghe. Ngay đến nó thiệt luôn, mình lấy gù cũng là từ một admin của một hội gù luôn. Mình vẫn lấy gù của người ta đều đều bình thường. Nhưng mình nếu người ta làm vậy thì cũng chẳng sao, tôi có lấy về tôi bán cho khu phố của tôi, tôi bán cho khách tới shop hay là những khách online mà người ta tin tưởng tôi. Chứ tôi không thể nào bịt miệng thiên hạ được. Tôi chỉ có thể nói cái tôi đang có và cái thực lực tôi đúng như vậy, và tôi trường thực đúng cái sự việc như đang xảy ra. Tôi đã nói lần này là lần thứ mấy rồi, tôi đã làm nguyên một clip trước mà bây giờ tôi phải làm một clip này lúc 12 giờ mấy đêm, 1 giờ sáng. Các bạn biết là tôi bức xúc như thế nào, phải có nguyên nhân. Còn rất rất nhiều là nhiều bạn giống như có thằng nè mới nhắn tin tức thì xong, từng mới hôm qua hôm kia mình thấy, mình lướt qua Facebook mình thấy nó còn súng vô cái đám kia nói shop này bán lùa tật lỗi thế này thế kia. Thế hôm nay nhắn tin vô hỏi anh bán chồn giá bao nhiêu, rồi tôi sẵn sàng thẳng thừng tôi trả lời một câu, mà tôi sẽ đọc cho các bạn xem tôi vừa mới trả lời nó xong. Thằng đó thằng bộ đội Huy á, Huy bộ đội á đó, bữa là qua nó là mình kể cho bạn nghe điều nó luôn. Thằng Huy bộ đội bữa là nó mua, nó hỏi mua rùa Ali, nó đã mình báo giá gì rồi, mình đã nói thẳng là rùa là để bên kia. Cái màn hình nó lúc nào vậy, quay ngược sáng hơi khó. Thôi cứ nhớ đó là Huy bộ đội đi, các bạn trong hội gù hay gì đó sẽ thấy nó thôi bình thường. Nó hỏi gù đi cho đã, mình báo giá xong mình đã nói rồi, con gù này là để mình chạy bên kho, bây giờ chốt lấy thì mới lấy được, chứ anh không thể mà lấy những cái gù mà giá cao vậy, mình lời có 200-300 ngàn mà ôm vô bán không được, rất là trộm vốn. Nó cũng nó kêu là có phích giảm rồi, giả giá rất là kinh khủng luôn. Xong rồi kêu ai hình đủ điều rồi, kêu ok được lấy đi anh. Chiều đến coi lại cái kêu cái mỏ chê tới chê lui, mỏ mẻ này nọ không lấy, ok cũng chẳng sao. Nó đi về xong cái lát hồi khoảng 2 tiếng sau là khách qua, có một khách qua mua. Anh đó cũng là người mình cũng chơi bet nhiều lắm á, mà anh đó có một con bull frog rất là to. Anh đó có giới thiệu mình là mỗi lần mà ngoài sở thú á, chỗ mà thú vít mà offline á, là anh đó sẽ mang con ếch Batman của anh đi theo, mấy con ếch bull frog đi theo để mà show hàng cho mọi anh em coi.
Rồi anh thích chơi rùa, anh qua đây mình coi rùa, ok thấy khỏe mạnh đẹp, anh bụp, anh kêu cái giá này hợp lý, anh bụp, anh mua liền trong chiều hôm tối đó, chuyện đó rất là bình thường. Bộ mình hỏi bạn, bộ người ta là người ngu hả, người ta là dân amateur mới chơi hay sao? Xin lỗi, người ta là, cũng là dân chơi bét đầy đủ nha, ta vẫn đến đây ta thấy đẹp, ta đã kiểm tra hàng tại shop, ta thấy ok ta mua, ta không có trả giá như bạn kia trả giá xong cái lâu lâu vô hỏi ngu, hỏi sóc bông, hỏi này kia, cho em hỏi ngu thế này kia, tin nhắn có đầy đủ luôn. Mình vẫn có thể lát hồng mình sẽ chụp đăng bài bình thường. Cái vài bữa trước thì súng vô nó shop này bán guồng mắt kê giá cái con thật lỗi thì lừa đảo qua coi này nọ xấu lỗi mỏ vậy đó. Cái hôm nay lại nhắn tin hỏi chồng anh bán bao nhiêu, bộ tôi quên bạn này hả, tôi sẵn sàng tôi trả lời câu là em đã kiếm chuyện với shop rồi thì shop cần gì phải bán cho em, miễn tiếp em luôn cũng được vậy đó. Tôi thấy tức cười là nhiều bạn là cứ chê cái shop tôi thế này kia nhưng mà rất thích vô hỏi giá, rất thích vô coi mấy con bé của tôi. Bây giờ tôi có những con bé rất là hiếm nè, đẹp nè, còn các bạn nói rất đơn giản, điển hình như con chồn ferret đi, tôi bán 7,5 triệu giá công khai đó, 7,5 triệu tặng một bịch đoan của chồn tầm 300.000 nha các bạn. Và bây giờ vẫn còn một bịch đoan, vẫn còn một bé rùa bé chồn ferret tại shop, các bạn nào thích có thể qua shop coi đó. Có bạn nào hay lắm kêu con này khoảng 5-6 triệu, ok 5-6 triệu các bạn có không, các bạn có thì mà các bạn có rồi khách nó có qua mua cho bạn không là một vấn đề nữa. Nghe đến tôi ôm có mấy con này cũng lâu chứ, hồi trước tôi chỉ dám order thôi, order hình như là order rất là lâu, chỉ có một người khách, một chị khách đó rất là nhiệt tình đặt hàng mua thuốc ở dưới Bến Tre á, lên đây mua rồi là đặt tiền rồi kêu có hàng về là báo chị nghe nè, ok mình giao chị rất là vui vẻ đấy. Đợt này mình mới Tết rồi mình sẽ ráng nhập hàng, hoặc là nói thẳng luôn là có người thanh lý đó, thanh lý một cặp này mình cũng phải ok giá hợp lý, mình cũng đã giải thích với người ta rồi tôi thú giá như này nhưng mà tôi phải bán giá cao hơn chứ. Tôi chứ bây giờ nếu bạn bán nhắm, bạn bán được cái giá đó hoặc bạn bán cho cái giá như vậy đi đó, bạn đưa ra cái giá mà bạn muốn bán, tôi sẵn sàng thu cái giá đó và tôi bán giá khác. Khi bạn bán cho tôi rồi tôi có quyền tôi bán bất cứ giá nào cũng được, như các bạn thấy như bán chó mèo cũng vậy nữa, mỗi con một con chó giống y chang nhau nhưng hai shop khác nhau, nó khác có giấy và không giấy nó cũng là khác nữa, thì thú cũng vậy, rùa cũng vậy, cái gì cũng vậy thôi, đừng có so sánh nó này nó kia. Còn về vấn đề như vậy giống như chiều nay mình thấy là nếu bạn bạn cứ nói là nhiều người chỉ trích, không có ai bên tôi xin lỗi nha, có những người bên tôi rất hợp lý rất hợp tình, nhưng hình như các bạn không hiểu không đọc cho những cái vấn đề mà là người ta đã nói rồi, đụng tới thì các bạn nói là trẻ trâu mấy đứa cộng tác viên hay là mấy đứa bỏ đít để mà được tặng bét gì đúng không, sai lầm nhỉ các bạn. Mình sẽ nói thẳng là có một cái chị rất là giàu, chị đó cũng là người lớn đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định, là một cái người mà là sở hữu mà một con thú mà là nhất nhì của Việt Nam này luôn. Chị đó đang có một con sóc Bắc Mỹ màu trắng và mới về một được một con sóc Boost Boost Baby, giá mà mình hỏi chị đó luôn về Việt Nam là tầm 47 triệu nha các bạn. Boost Baby rất khó, giá rất là cao, nó nhìn rất là dễ thương nhưng đó là một dòng bét mới cực kỳ mắc. Chị đó là chị Vây Dương, các bạn có thể vô Facebook mà của shop coi cái bình luận của bà chị viết rất là dài, mình phải nói là rất là cảm động, cảm ơn chị đó luôn. Các bạn vô đọc có thể rất là chính xác thế này kia nội dung đó, ok mình có thể đọc một lần cho các bạn coi, mình sẽ đọc bén đọc từ từ cho các bạn hiểu vấn đề của chị này nói luôn. Đây chị Vây Dương bình luận như vậy là đến tận shop mua bét mang về nuôi vài hôm rồi chết, thì một là do bét đó có bệnh sẵn, hai là do mình không biết chăm. Còn khi mua bét nếu bạn không có điều kiện đến shop mua chấp nhận ship xa thì chắc cũng lường trước được bét sẽ chết, bạn có thể check lại với shop và yêu cầu một hình thức ship an toàn hơn, có người chăm sóc và tất nhiên giá tiền phải cao hơn đó, còn tùy thuộc vào bét bạn giá trị hay bạn có thật sự cần con bét, muốn con bét đó lắm không. Còn ship dạng xe khách thì ai cũng biết xe khách trách nhiệm chở và chăm sóc người chứ không ai chăm sóc bét cả, dù có trả thêm tiền chăm sóc họ chăm hay không bạn biết không, bạn nên hiểu cho người ta trách nhiệm thuộc về ai, chỉ có chủ shop hoặc bạn là người giao nhận và chăm sóc bé tốt nhất. Mình nghĩ đây là việc ngoài ý muốn và chủ shop cũng chấp nhận chịu một phần thiệt hại là đã thể hiện thành ý và họ chịu một phần trách nhiệm của họ rồi. Đó, đó là ý của chị.
Còn nữa nè, mình từng mua bét từ Hà Nội ship vào bằng xe lửa và từ Thái ship về bằng đường bộ, và mình luôn yêu cầu chịu thêm chi phí để có người chăm sóc bét của mình, và mình cũng biết sẽ có rủi ro xảy ra. Nếu thỏa thuận và tiền bạn bỏ ra để người ta ship bé đã bao gồm chi phí chăm sóc và chịu trách nhiệm, thì khi bạn nhận bét chết, bạn yêu cầu họ đền thì mới hợp lý. Còn bạn ăn vạ thế này, vừa ăn cướp vừa la làng, vừa lấy tiền rồi còn bóc phốt trong khi lỗi không thuộc về họ. Đấy, nhiều bạn nói là mình là vừa ăn cướp vừa la làng, xin lỗi nha. Cái bạn mà vừa ăn cướp vừa la làng á là các bạn mua 33 Abino trên Đà Lạt á nha các bạn. Tiếp nữa nè, bạn cũng không có thương bét bạn mua, ship chết mua con khác, nhận hàng còn sống nuôi một thời gian, lúc đó chắc mới yêu thương nó. Còn chị đó nói nè, mình thì chưa mua bét của shop, nhưng bét của mình là shop này giữ dùng. Mỗi khi mình đi công tác, shop thường xuyên update hình và clip chăm bét của mình cho ăn và tắm rửa. Qua đó mình cũng sẽ biết được những dịch vụ mình đặt shop khi giữ bét thì shop có thực hiện không, và bét mình có được chăm sóc tốt hay không. Khách hàng luôn là những người thông minh, và bạn cũng là một trong những người khách hàng đó. Nhưng không phải ai mua hàng xong gặp chuyện cũng cư xử như bạn, mà họ biết phân biệt phải trái. Đấy, mình chỉ dẫn trích dẫn một cái mà là một tin nhắn dài nhất và của một chị mà thuộc dạng là mình nói phải như thế nào, không phải là nịnh chị đó hoặc là gì đó, mà mình nghĩ là tiếng nói của chị đó là khá có giá trị đấy. Cái công việc của chị đó, nếu mà nhiều người chơi bet chơi thú ở trong hội shop Mỹ hay là mấy hội lớn lớn đều biết ha, nghe đến tất cả các shop lớn đều biết đến chị đó là giàu như thế nào, thích chơi bet như thế nào, order hàng là từ Thái hay là hàng tuyển như thế nào. Đấy, muốn mà khi mà nhận gửi bet, chị ấy đã chọn shop mình. Nguyên nhân tại sao? Về cái uy tín, về cái sự nhiệt tình. Và thực sự là mỗi lần mình giữ bet cho chị đó thiệt luôn, mình muốn giữ phi cho chị đó cũng được nữa. Bởi vì con thú của chị đó rất là tuyệt vời, nó rất có giá trị. Mình giữ chứ là mình được chơi ké là mình đã vui lắm rồi. Nhưng mà chị lúc nào thì cũng rất là hào phóng, vẫn trả tiền phí còn bo thêm nữa rất là nhiều lần. Đó là điều mà mình rất cảm ơn chị đó nhiều. Và hôm nay mình được cái bình luận này của chị đó rất là có giá trị nha các bạn. Các bạn hãy đọc những cái bình luận của những người có giá trị, có dạng như là có uy tín là một nè, lời nói của họ với cái suy nghĩ của họ là chín chắn, chứ không phải là cứ hùa theo những cái bạn. Trước khi bạn coi cái bình luận của người ta, bạn tin được cái bình luận của người ta, bạn hãy coi lại Facebook của người ta như thế nào. Một là Facebook ảo nè, Facebook của những đứa trẻ trâu nè, thậm chí mình đã coi hết tất cả luôn á. Mình rất là bị chết, tại sao? Tại trong 2-3 ngày qua mình không làm được nhiều, mình chỉ làm những cái đơn hàng rất là đơn giản, khách tới mua, những khách đã đặt hàng, khách hàng sĩ. Mình muốn phải đi lấy hàng để chữ Tết, Tết sắp đến rồi. Mà vẫn phải theo dõi nào những đứa để chống những đứa mà là nó quậy phá, nó kiếm chuyện chứ không phải gì hết trơn. Vô coi tài những đứa hỏi giá, hỏi giá không mua, hỏi giá kỳ kèo giá rồi chê mắc rẻ, chê phí ship tùm lum la. Rồi những đứa mà mình đã nói rồi, còn một phần nữa mình không đánh đạo gì đến mấy bạn mà bán rùa nhỏ lẻ tỉnh lẻ, mình không phân biệt gì đó. Nhưng thực sự mình vô mình coi nó có bán rùa, nó có si bì, nó sơ đo, thậm chí là mới có một bạn đăng trong hội rùa luôn. Dựa theo cái trend luôn, đú trend cũng nhanh lắm. Đó là đăng là ơi rùa nuôi gửi cho khách nuôi 1-2 ngày chết mình vẫn đền bù. Đó, các bạn mua rùa hãy yên tâm, là bảo hành rồi chết cũng vẫn sẽ đền. Hay thiệt, nó theo cái chào luôn rất là nhanh. Nhiều bạn như vậy. Còn một số khách nữa là đến shop, mình có một anh khách kia tới shop mua xong, anh khen shop thì có đầy đủ thú. Mình thích đến một cái shop có nhiều thú, nghe đến mua ếch cũng vậy. Bữa đó là anh mua ếch Batman đó. Sau đó là anh đặt luôn 3 con 33 Albino giá 300.000. Rồi anh kêu gán kiếm cho anh bull fox to. Nói chung là khách tới mình là ta rất là tin tưởng nè, ta thấy bét đầy đủ ok. Những con bét mình xô rất là đẹp, rất là to, hỏi có bán không? Không hề bán. Ta chấp nhận, ta kêu ô vậy kiếm cho anh con giống vậy. Và giá đưa ra như ra sao, của anh cũng nói thẳng luôn. Thấy trên mạng nhiều đứa bán ếch Batman rẻ lắm, mới đến nhà nó có 2-3 con, lèo tèo 2-3 con à. Rồi có gốc, rồi đáng lẽ đến mà không mua kỳ, mình nhìn nản, cho anh biết là anh không thích. Anh đến thà nữa một cái shop như vậy. Giá ok, giá thể trên lịch xíu, nhưng mà tin tưởng là một, hai là đến nhìn con ếch của mình nó khác hẳn. Ếch mình cho ăn mập khỏe, có sao mình nói vậy, tư vấn rõ ràng đầy đủ hết. Đấy, các bạn phải hiểu vấn đề. Là mình đừng có theo cái đám đông mà giống như cái vấn đề là ai cũng vượt đèn đỏ. Là một người đứng lại, đứng đúng đèn đỏ thì nguyên một đám chửi cái thằng đó.
và cứ hồ mà chạy theo. Bộ người ta làm sai là các bạn phải làm sai, như vậy gọi là đúng sao? Tôi tôn trọng cái điều đúng và tôi không sợ đám đông, vì thế tôi nghĩ là tôi đền bù cho khách 50% con ba ba đó là quá hợp lý rồi, trên vì thế tôi sẽ không có đền bù gì thêm. Nên cái admin mà là bạn Nhân gì đó, tôi cũng chẳng cần nhớ bạn đó tên đầy đủ gì, mình chỉ nhớ bạn đó tên Nhân của hội rùa, của cái group rùa mà là snapping gì đó. Nếu mà bạn muốn cho tôi bay ra đảo, ok, tôi cũng không cần, tại tôi thấy là bạn tôi không xứng đáng là một người quản lý, một admin, một người kiểm duyệt bài. Mà bạn sau khi bạn coi cái một cái clip đầu tiên của tôi rồi, bạn vẫn không hiểu vấn đề, bạn không có cách nào hòa giải, có tiếng nói có giá trị để mà dẹp loạn được này, bạn cũng hùa theo thì ok, mình cũng không cần phải vô đó nữa. Shop này đã có uy tín rồi, không phải chỉ những lời nói đó mà khách không tới mua, mà thậm chí các bạn càng làm lớn lên đi nữa thì mình thấy là lượt view trên YouTube của mình cũng tốt, nhiều người coi lắm. Bình thường cái clip của mình nhiều khoảng cao lắm 100-200 người, nhưng bây giờ cái clip talk show đầu tiên đã được 1.000 người, hơn 1.000 người coi, đó là một điều hay. Nhưng cái mình đang bị trả đó là cái sự mà là bôi nhọ danh dự của shop, rồi cái sự là vu khống miệt thị người ta, nó rất là nặng nề, nó có ảnh hưởng đến stress chứ. Mình đi coi phim mình đâu thấy vui vẻ đâu, là mình đang bị một cái là gọi người ta nói cái điều mà không đúng về mình. Phải chi bạn mong mình làm đúng đi, mình đúng như vậy người ta nói mình sẽ không có khó chịu bằng cái mà mình không như vậy, người ta nói mình xấu mình rất là khó chịu. Những người hiểu chuyện người ta sẽ hiểu vấn đề này. Đến bây giờ là đến 1 giờ mấy rồi, 1 giờ mấy sáng rồi nha, mình vẫn phải ngồi mình nói cho nó giảm stress, là một cho các bạn hiểu và up cái clip này lên để nói cho các bạn rõ. Còn rất nhiều nữa, còn các bạn nào mình cũng mạnh miệng lắm, bữa là mình chat mất mình để điện thoại mình không thấy luôn, vô tình có một thằng cứ giật đồ đi ngang, nó giật đồ hụt cái người ta nói là nó vừa mới giật đồ rồi, không biết nó lấy điện thoại của em không, vậy là mình buồn quá, mình cũng lo mà chat lo này nọ, mình cũng chẳng quan tâm, mình lấy một cái điện thoại nữa, nhà mình có tới 2 điện thoại luôn mà, cái điện thoại đang quay hình là 1 và cái này là 2 đấy. Mình cũng gọi gấp quá, gọi cái số điện thoại cũ của shop đã bỏ rồi, mình cứ tưởng là mất. Vậy là đăng lên nói thì thông báo cho mấy cái bạn mà quan trọng là lỡ mà có ai nhắn tin mà lấy tiền mượn tiền là mình uy tín rất là nhiều. Mình lấy hàng cho người ta rồi mình kêu người ta ứng tiền hay là tính tiền hàng nọ, rất có thể người ta mạo danh mình nói vậy rồi. Vậy là có bạn nào nhanh lắm vô kêu nghiệp quật, nghiệp là có thiệt. Ủa xin lỗi các bạn nha, nghiệp là sao? Tôi có làm gì sai không? Cốt của tôi đâu có mất cái điện thoại nữa đâu. Chẳng qua là cái mà các bạn đang làm cho chúng tôi á, làm cho tôi á bị stress mới là các bạn làm tạo nghiệp á, khẩu nghiệp bớt đi nha các bạn. Nói bây giờ là cũng tương đối là đủ ý, nếu mà còn cái gì sót lại mình sẽ làm tiếp các talk show sau, và mình hy vọng là cái talk show sau nó sẽ là nói về một cái chủ đề gì đó tươi vui hơn tốt hơn, như là mình nói sẽ về giá thị trường của các loại nè, hướng dẫn cái đó. Còn các bạn cứ đón xem, sẽ có rất nhiều các clip về bác mình đang quay, mình đã quay ngày hôm nay khi mà tinh thần mình thoải mái, nhưng mà mình lại gặp những cái bạn mà cứ kiếm chuyện bạn ngay đến bây giờ, một cái admin của hội rùa luôn cũng không có hiểu được vấn đề, vẫn là u mê đi theo cái đám đông thì ok, mình xin thua. Còn các bạn cứ coi, thậm chí là mong các admin của các hội khác hay là những người lớn, các đàn anh, các best shop có uy tín này nọ coi và hiểu được vấn đề, giải thích được vấn đề gì đó, hỗ trợ được mình cái gì đó thì mình cảm ơn. Còn nếu người ta không hiểu, ok, mình sẽ không nói gì thêm nữa, mình chỉ nói một điều, mình đền như vậy là thỏa đáng, thì mình sẽ không đền thêm, thì mình cũng không có sợ đám đông, các bạn thích nói gì cứ nói. Xin chào, giờ thì mình hẹn gặp lại các bạn trong clip sau, mong các bạn sẽ hiểu cho những gì mình đã nói. Bye bye.